Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả Nam ơi. Ngày hôm nay thì sau khi Win chọn thiên tử ngày hôm nay băng Phật Đà Win thì Win băng ACE thì ngày hôm nay thiên tử chúng ta gồm đó là một con bông tiêu. Rồi một con bông tiêu 7 ngày nha năm. Rồi một set đồng băng bắt đầu 7 ngày. Đó. Rồi kèm với ba thiên tinh hồng với lại một cái mặt nạ thiên tử 2 cấp 9 nít nha năm. Đó cái này là quan trọng nhất nha năm. Rồi. Một set mắt 20 30 30. Rồi set đồng ban mắt ộp anh em ơi, set ban mắt ộp anh em ơi, năm kim lên 500 xu anh em ơi. Cái này mua anh em đánh làm Phật tổ luôn anh em. Set mắt anh em ơi, lên 500 xu. Một set đồng ban, một set đồng ban, set đồng ban. Sẽ đồng bang em ơi, 20 30 30 30 mắt ổn hoàn toàn nha năm. Anh Thành về gửi cái dây chuyền em ơi. Rồi hết quả nha năm. Một tiếng nữa rồi. Sẽ đồng bang em ơi. Thôi mình đỡ hai kim anh em lên đi. Hai kim anh em lên anh em ơi. Hai kim lên 500 xu. Con ngựa được một kim này. Giao dịch pin ơi, pin giao dịch pin ơi. Hai kim cho lão đại. Sẽ đồng bang mắt ổn nha năm. Một con bông tiêu này, một bông tiêu này, một kim này. Rồi. Một set A bơ 20 30 30. Rồi tiếp anh em ơi, 2k cho lão đại, 2k lần 1. Đấu giá gì ở đâu anh em? Một xếp đồng bang phòng 8 Phật 123 Cường ơi. Nãy giờ lâu rồi mà. Vô nhanh. 2 kim lần 1. 2 kim lên 500 xu này. 2 kim lần 1. Ok anh cảm ơn. 3 kim cho Thánh Nhôm. 3 kim lần 1 cái Thánh Nhôm. Có thứ hại đó đúng không anh em? Có chứ. Màu tím là giao dịch con nào tiếng ơi? Zip mút hả? Ok. Rồi. 3 kim lần 1 cho Thánh Nhôm anh em ơi. 3 kim lần 1 Thánh Nhôm. Ba kim lần 2. Rồi anh ơi, anh nhớ nha anh không rồi. Ôi, bên này giao dịch 3 kim 5 kìa. 3 kim 5. Thiếu một quả này em ơi, gì mà anh bù xong. Còn như đó hết rồi. Mai giao dịch sau nha tiếng ơi. 4 kim cho Thánh Nhôm. Ok. 4 kim lần 1 anh em ơi. Bốn kim lần một anh em. 7 ngày hàng mắt anh em. Này cũng rẻ, trước hồi đó mười mấy kim nha. 4 kim thôi nha. Lên đi Nam, lên đi Nam. 4 kim lần 2. Ta kiếm đen đi đường đấu à anh em. Ây da, 4 kim lần 2. 15 giây nữa chốt. Okay. 5 kim cho lão đại, xong rồi suy nghĩ lão đại đã lên 5 kim. Quá dữ. 5 kim. 1 mạch nạ 9 nít 2 cấp 3 thiên tinh 3 tinh hồng bảo thạch. 5 kim lần 2, 15 giây nữa chốt nha Nam. 5 kim lần 2. Lên đi Nam. Hôm nay thắng trận thiên tử hay quá. Anh em có thể lên kênh YouTube của Khải xem lại trận đó nha Nam. Thực sự xưa giờ la chưa có trận nào hay bằng trận này luôn. Rồi. Game mà không có tăng cường thì dễ. Chốt nha anh Hiếu ơi, 5 kim giao dịch anh ơi. 5 kim. Rồi, tiếp tục mạch nạ nha anh em. Mạch nạ thiên tử. Hàng hot 5 kim. Lên 1 kim nha anh em, cái này 5 kim lên 1 kim nha. 5 kim lên 1 kim anh em ơi. Tương Dương bắn ngựa anh ơi, Tương Dương bắn ngựa nha anh. 10 kim cho anh Quý Pháp. 10 kim cho Quý Pháp lần 1. Này thôi, sấy ai chịu nói. Nó bao lâu ra? 7 ngày, anh đánh liền đó khỏi chờ luôn nè. 11 kim. Lên đi anh em ơi, anh em bên thứ hai ngoài đó là đấu lên anh em. Lên hai băng cho mạnh mẽ có lương anh em. Ngày mai là ấy cơ. 11 kim lần 1. Tương Dương bán ngựa giao dịch.
11 kim lần 2, 12 kim lần 1 cho Hồng Cường. Biết ngay rồi, anh Tùng được 13 rồi. 15, đó, hoành tráng, 15 kim. Tháng là 16 nè, Tùng, tụi lên 16 nè, Tùng lên 20 nè. Đấy, biết luôn á. Thằng ơi, Thằng khẽ như trâu luôn á, thắng nghiện. Đâu cuối cùng vui kìa. 15 kim lần 1, hello Vũ Cái Ly nha người em ơi. Hello anh Hai Lúa nha, hello Việt Thảo nha. Hello em mới vô, nãy tháng thiên tử nè. Rồi, 15 kim lần 2. Phải biết đâu là đá và đâu là đất. 30 giây này chốt nè, 30 giây này chốt nha, 15 kim lần 2. Xong đường môn, có đường bộ hỏi. Rồi, 10, suy nghĩ anh em ơi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, thôi, chốt. 15 kim, tương dương bắn ngược luôn anh Tùng ơi. Mạch nè, thiên tử gặp xong. Rồi, xong cái này là xong thiên tử nha Nam. Cái này Khải sẽ chia ra cho hai, Khải gửi Vinh Tứ Hải 1/2 nha Nam. Rồi bây giờ đến anh em, đến cái chương trình đấu giá vật phẩm ngày của mình anh em ơi. Phẩm ngày của mình hiện tại bây giờ còn một quả hồng kim, 6 hộp tiềm năng phong độ, 1 bát bảo rương và 1 võ lâm một tật quyển 1 nha Nam. Rồi. Đây Khải đây. Anh đây. Dạ tổng kim nào mà anh Tùng Đông. Rồi. X3 600 xu, anh 500 xu. Lên 100 xu. Tiềm năng phong độ anh em, cái này là của bot trong ngày của mình nha. X3 anh em ơi. 3 hộp tiềm năng phong độ, mình sẽ làm X3 2 lần nha. Đây nhâm xu vô thường. Đem một cái rồi. Đem nhâm xu lần 1. Ok nha anh Tùng, đúng nè. Nhâm xu lần 1. Trời ơi anh Tùng đeo đấy nữa, vật nhiều phần tố lắm. 800 xu bên lô. 3 hộp nha anh em, mở hình xu trên 10 quả là cái chắc đó. 8 xu lần 1. 800 xu lần 1. 800 xu lần 2, 900 xu lần 1. Nhảy số 900. Còn một quả hồng kim nha anh em, bị đón nha anh em. Chuẩn bị ai đón quả hồng kim cắn được em mai mở trống luôn anh em ơi. Có 3 mảnh luôn á. 1 ca cho bên lùn. Ông ấy này có trống không? Mịt hay có trống không? Hôm nay như là hông, hôm qua có. Nay hông, mai mới mở. Hôm nay đủ 3 mảnh. Rồi. 1 ca lần 2. 3 mảnh nha anh em. Win 3 cái phong độ hoặc tiền năng phong độ. Rồi. Tương Dương bắn ngựa duyệt pin lô ơi. Tiếp tục 3 hộp tiếp theo nè em ơi. Cho nó xong cái này rồi đến quả hồng kim. Này thu nè. 14 tháng 8. 3 hộp tiềm năng phong độ. 1000 xu này. 6 hộp. Với mẹ lắm em rủi nha, vừa đả kìa. Chốt lần, chốt lần. Rồi. Cường ơi, Cường. Vừa đại cái gì, 12 giờ thằng cướp đang hẹn anh em mình lên đấm bốc kìa. Tiếp theo anh em ơi. Lên 500 xu 3 hộp tiếp theo anh em ơi. 500 xu vô thường. Anh em mình làm cái event post 500 xu còn lên hẹn đông rồi. Cường, cái hộp tối phiến là cứ gom lại 5-7 hộp đó, Khải giao dịch lần nha. Khải sẽ đặt giá mặc định 150 xu nha Cường ơi. Ok, cứ 5-7 hộp với 1-2 hộp với công mất thời gian. Rồi, 500 xu lần 1 năm ơi, đấu đi năm ơi. 500 xu lần 2. 3 hộp tiềm năng phong độ năm ơi. 600 cho anh Hồng Cục Tây. 600 cho anh Hồng Cục Tây. 700 vô thường. Lại thêm một skin Sơn Hà Và 8 kill á. 8 kill nó chịu nổi. 700 vô thường lần 2. 700 vô thường lần 2 năm ơi. 15 giao này chốt nha. 800 cho BT, uống BT là ông này bên thứ hai mà. Cho luôn. Ý cái này vật phẩm là trong của bang á, thôi lỡ rồi anh em giờ nãy mình đấu cùng thiên tử á. Anh em thông văn mình rắn lên cao một xíu anh em. Giờ cái này vật phẩm bang á. Lên em, 800 xu lần 1. Còn ông không mua thì nhường lại 700 cho vô thường vậy đó.
Tâm sâu lần 2. Tâm sâu lần 2 anh em ơi, lần 9 sâu lái anh em ơi. Đỡ mình thứ hai lầm á. 900 sâu, đó, 900 sâu. 900 sâu. 900 sâu lần 1. À, đâu dài đâu. 900 sâu lần 1. 900 sâu lần 2. À, 900 sâu lần 2 anh em ơi, 900 sâu lần 2, 15 giây nữa chốt. Lên em. Em cầm luôn, cầm cái thứ 2, 900 sâu. Rồi, chốt cho anh Tùng này. Tiếp tục anh em ơi.